nha, còn gì nó đậm á. Con tôi nó được 2 tuổi rồi mà trông nó rất là trẻ nhỏ, ốm yếu, thì bác sĩ chẩn đoán nói là nó bổ sung dinh dưỡng quá, bây giờ tôi phải làm sao chị? Cái đó chị phải làm bác sĩ dặn rồi sao lại hỏi tôi? Bác sĩ có ca mổ gấp rồi không có tư vấn cho tôi được, chị giúp tôi được không? Bây giờ chị nha, chị về cho bé uống nhiều sữa, ăn đầy đủ chất vô. Vậy thôi, có gì mà cũng hỏi nữa hả? Sao chị là nhân viên y tế mà chị không có trách nhiệm gì hết vậy? Chị kiếm người khác chị hỏi là giùm tôi nha.